Công ty Hirosu Bioscience đã biến đổi gen của giun tròn C. elegans có chiều dài khoảng 1 mm để ra mắt xét nghiệm tuyến tụy có tên N-nose. Loài giun đặc biệt này có khứu giác mạnh hơn nhiều so với loài chó và chúng sẽ di chuyển về phía các tế bào ung thư. Đây được coi là cách dễ dàng để tầm soát ung thư khi không cần lấy máu hay thực hiện các kỹ thuật xâm lấn khác. Có nhiều loại xét nghiệm ung thư sử dụng các phương pháp khác nhau trên thế giới, nhưng không có phương pháp nào sử dụng khả năng của các sinh vật sống. Vì vậy, tôi muốn nâng cao hiểu biết về điều đó trên toàn thế giới. Bộ xét nghiệm tuyến tụy có giá lên tới 550 đô la Mỹ, tương đối đắt đối với xét nghiệm chẩn đoán ở Nhật Bản, nơi có hệ thống chăm sóc sức khỏe được quốc hữu hóa và giá thuốc và thủ thuật cố định. Phía công ty khẳng định độ chính xác của N-nose vượt trội so với các xét nghiệm chẩn đoán khác và được coi là công cụ sàng lọc sớm để có thể điều trị hiệu quả hơn.